Xin chào các anh các chị, tôi là Hoàng Trung Dũng, chủ tịch tổ chức giáo dục Kingsman, đồng thời tôi là chủ tịch của Rosa Bonita, Oceanista và Vitalip, các thương hiệu về sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng và các sản phẩm y tế tại Việt Nam và trên thế giới. Hôm nay tôi rất vui mừng được giới thiệu đến các anh các chị một chương trình đào tạo đặc biệt có tiêu đề Xây dựng năng lực bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Trong thời gian vừa qua, với tư cách là một giảng viên và một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp lớn cũng như hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, tôi nhận ra rằng vấn đề bán hàng và chăm sóc khách hàng luôn là một dấu hỏi lớn, là một vấn đề vô cùng đau đầu với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh 4.0 hiện nay, việc cạnh tranh là vô cùng khốc liệt và cũng như thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng rất nhiều các mô hình bán hàng mới, rất nhiều công cụ chăm sóc khách hàng hiện đại đã ra đời. Vì vậy, làm thế nào để các doanh nghiệp của Việt Nam với tiềm lực rất hạn chế, với nguồn lực chủ yếu là các đội ngũ bán hàng không có nhiều kinh nghiệm cũng như là chưa có nhiều cái trải nghiệm, chúng ta có thể cạnh tranh được với các đối thủ, làm sao để duy trì và phát triển doanh số? Đấy chính là mục tiêu vì sao chúng tôi tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt lần này. Trong chương trình đào tạo lần này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất nhiều các kiến thức và kinh nghiệm quý báu để giúp cho đội ngũ bán hàng của các doanh nghiệp xây dựng được một năng lực vượt trội trong cả hai lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ chia sẻ làm thế nào các bạn có thể có được khách hàng mới, làm thế nào để có thể duy trì được khách hàng cũ, làm thế nào chúng ta cạnh tranh được với đối thủ khi mà sản phẩm cũng như là giá cả là tương đồng với đối thủ, làm thế nào chúng ta phân tích được tâm lý của nhiều nhóm khách hàng khác nhau để có cách tiếp cận phù hợp, và làm thế nào để chúng ta có thể đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời. Bởi vì như quý anh chị đã biết là trong thời gian sắp tới, có lẽ là gần một thập kỷ sắp tới đây, khái niệm về CX, tức là trải nghiệm khách hàng, sẽ là một khái niệm mà chúng ta không thể bỏ qua. Với những điểm chạm mà đội ngũ bán hàng của chúng ta, bên cạnh những công cụ mà chúng ta sẽ có, chúng ta phải đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời để họ đến với chúng ta một lần và ở lại với chúng ta lâu dài. Làm thế nào chúng ta bán chéo được sản phẩm mà khách hàng vẫn cảm thấy rất nhiều điều thú vị đang chờ đón họ. Trong chương trình đào tạo lần này, chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều các kinh nghiệm của các tập đoàn lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, cũng như là những cái nỗi đau, những thất bại và những thành quả của các doanh nghiệp Việt Nam đã làm ở trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong được gặp các anh chị trong chương trình đào tạo lần này. Chúng tôi không chỉ chia sẻ mà chúng tôi còn lắng nghe các bạn để cùng các bạn tháo gỡ những vấn đề và cùng trải nghiệm những cái trải nghiệm tuyệt vời mà một người bán hàng sẽ phải trải qua và chắc chắn sẽ gặp phải trong thời gian sắp tới. Hẹn quý anh chị ở chương trình đào tạo lần này. Chúng tôi tổ chức tại rất nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hy vọng chương trình đào tạo lần này sẽ không làm các bạn thất vọng. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Hoàng Trung Dũng, chủ tịch tổ chức giáo dục Kingsman.